Xin chào các bạn. Thì cái video này mình tiếp tục chia sẻ về cái tài khoản 200 đô của mình. Thì hiện tại là sau gần 2 tuần, chính xác là đâu 11 12 ngày thì ở cái từ 200 đô bây giờ đã hơn 600 đô và x3 tài khoản. Thì hiện tại thì có một số cái mình muốn chia sẻ với mọi người về cái cách giao dịch cũng như là những cái mà mình chia sẻ để cho mọi người hiểu được phương pháp, cũng như đâu đó mọi người tham khảo và rút ra được cho mình những cái kinh nghiệm, những cái cách giao dịch để làm sao nó phù hợp với mọi người nhá. Thì thật ra cái phương pháp của mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều trong những cái video phân tích kỹ thuật rồi. Tuy nhiên là trong cái chuỗi này thì mình cũng có nói thêm để cho mọi người hiểu rõ là mình đang làm gì, mình đang giao dịch như thế nào. Mấy hôm trước mình có chia sẻ với các bạn ở cái video trước á, thì mình có nói là cái tài khoản này mình chấp nhận cháy bất cứ khi nào. Thì tâm lý mình nói như vậy để cho nó thoải mái hơn, mình không cần phải chịu quá nhiều cái áp lực làm gì cả. Từ cái tâm lý thoải mái đó thì chúng ta giao dịch nó mới tốt lên được và chúng ta mới có những cái quyết định nó sáng suốt hơn. Còn nếu mà chúng ta cứ đặt nặng cái tâm lý quá vào cái tài khoản, hoặc là chúng ta bị ảnh hưởng nhiều cái yếu tố tâm lý vào không thoải mái, thì nó cũng là một trong những cái yếu tố mà làm chúng ta đưa ra những cái quyết định không được tốt. Thì bản thân mình vẫn nói đây là cái thử thách của mình và mình chấp nhận những cái rủi ro mà nó có thể tới với mình bất cứ khi nào. Mình không chắc là nó có thể lên được đến cái tầm nào và phương pháp của mình là chắc chắn thành công hay là chắc chắn không có rủi ro. Cái điều đó mình không có chắc được, và mình chỉ thực hiện thử thách và nó đi đến đâu, nó diễn biến như thế nào thì mình sẽ cố gắng mình chia sẻ để cho mọi người hiểu được và cũng như rút ra được những cái gì đó trong cái video của mình. Từ đó mọi người có thể giao dịch tốt hơn. Thì nói về phương pháp thì mình cũng có nói rõ các bạn ở những cái video trước đó rồi. Cái dòng mà mình đang theo đó là dòng liên quan đến CHF, ví dụ những cặp như cạc CHF, ACHF và GCSF hoặc là CSFG. Thì đây là những dòng mà hiện tại đang có những cái tín hiệu giao dịch rất là tốt. Mình đã nhấn mạnh ở video trước rồi, nhất là ba cặp ACSF, cạc CSF và GCSF. Những cái cặp này mình đã theo dõi và quan sát ở trên những cái khung thời gian lớn, ví dụ như khung thời gian tuần và khung thời gian tháng, thì nó đang ở một cái vị trí rất là thấp. Và nếu chúng ta mà giao dịch theo những cái cặp này, nếu mà mình nắm giữ theo những cặp này đủ lớn, đủ xa, thì khả năng cái mục tiêu của mình đạt được thành công nó nhanh hơn, nó tốt hơn. Đó, các bạn để ý những cái khung thời gian như khung thời gian tháng thì nó đang ở nằm ở một cái vùng đáy rất là thấp. Đó, thì nên những cái cặp này mình tập trung nhiều hơn. Và quan điểm ngay từ đầu của mình cũng vậy, mình cũng nói các bạn rồi, mình sẽ tập trung vào những cặp trên những cái khung thời gian lớn trong dài hạn. Và đơn thuần mình không ăn nhỏ. Các bạn chú ý, mình không ăn bíp nhỏ. Nhiều các anh chị các bạn ăn 10 bíp, 20 bíp hoặc 5-10 bíp là các bạn chốt. Nhưng mà các bạn thấy là tổng số bíp của mình bây giờ các cặp này, nó đã lên hơn 700 bíp rồi. Đúng không ạ? Và các bạn thấy số bíp cũng tương đối là lớn. Và cái kế hoạch của mình là kế hoạch gồng lời chứ không gồng lỗ. Có rất nhiều các anh chị các bạn khi tham gia thị trường thì thấy có lực một chút hoặc là có lợi nhuận một chút thì các bạn vội vàng thoát ra hoặc các bạn cắt đi. Rồi các bạn hy vọng là nó điều chỉnh rồi các bạn vào lại. Tuy nhiên bản thân mình thì có đôi chút suy nghĩ nó khác hơn. Đó là mình sẽ xác định theo xu hướng. Nếu chúng ta đã vào được một cái vị trí giá tốt rồi thì chúng ta sẽ cố gắng giữ lấy cái vị trí đó để cho tâm lý của chúng ta thoải mái hơn. Với những cái cặp liên quan đến CSF thì trước đó mình cũng chia sẻ với các bạn và mình vào được cái vị trí giá đến bây giờ thì cũng tương đối là tốt. Các bạn thấy trên khung H1 này, ở vùng giá nó tốt rồi. Thì mình sẽ liên tục cố gắng nắm giữ chứ mình không có vội vàng cắt. Có nhiều các anh chị các bạn mình để ý là thứ sáu tuần trước cũng có vào được cặp này, cũng vào vị trí tốt, nhưng mà thường chạy được con sóng H1 được một chút thì các anh chị các bạn là ham cắt rồi. Nhưng mà đến bây giờ các bạn thấy có những cái cặp như thế nào, ví dụ như ACSF nó chỉ sáng nay nó chỉ hồi một chút thôi, nó chỉ hồi sideways một chút rồi sau nó tiếp tục nó đẩy đi. Hoặc là con cạc CSF này các bạn cũng thấy này, hồi rất là yếu và trên khung thời gian ngày đã có những cái dấu hiệu của nến xác nhận cho xu hướng tăng nó rõ ràng hơn rồi, nên là mình sẽ tiếp tục đi theo xu hướng này. Thì bày tỏ cái quan điểm chúng ta muốn vào lệnh thì chúng ta vào như thế nào, đúng không ạ? Một cái câu hỏi đặt ra là rồi giờ xu hướng như vậy đó,
đến bản thân mình cũng không biết là con nào nó sẽ hồi sâu, con nào nó sẽ không hồi và con nào nó đi đi luôn. Ví dụ như những con như dòng GCSF này, các bạn thấy này, hôm nay thì nó hồi rất sâu và mình sẽ tiếp tục mua rải nó vào. Đó, mình mua rải nó vào. Nhưng mà những con như CAC CSF thì các bạn thấy nó không khớp được lệnh nhiều, tại vì nó không hồi sâu, nó chỉ khớp được một lệnh của mình mua tiếp tục hôm nay thôi và nó không khớp được những cái lệnh khác nữa. Nó kể mà nó hồi sâu là nó khớp. Và đây ví dụ như con ACSF cũng vậy, nó đi luôn, nó không có hồi lại để chúng ta mua vào. Ví dụ đặt những cái lệnh limit đây. Đó, thì về cơ bản không có ai biết chắc được nó hồi về vị trí nào, tùy theo lực của thị trường. Lực đang mạnh có khi thị trường nó hồi rất là yếu. Thì cặp nào mà hồi sâu được mình mua được thì mình sẽ vào được cái giá tốt hơn, vào thêm được. Còn cặp nào nó không hồi thì chúng ta chấp nhận nó đi rồi thì chúng ta lại chờ những cái đợt sóng mới. Và quan điểm của mình là mình sẽ giải những cái lệnh nhỏ nhỏ lấy lợi nhuận để nâng cao lợi nhuận. Bây giờ tài khoản mình đang lời hơn 400 đô đúng không? X3 tài khoản rồi thì mình sẽ cố gắng dùng cái lợi nhuận đó để mình nhân cái lợi nhuận lên. Thật sự trong giao dịch thì mình thấy rất nhiều các anh chị các bạn gồng lỗ thì rất là giỏi. Có nghĩa là khi thị trường nó đi xuống thì các bạn chấp nhận các bạn gồng. Ban đầu các bạn nghĩ là các bạn gồng chỉ là 20 đô các bạn cắt, xong đó nó âm lên 50 đô các bạn không dám cắt, rồi âm đến 100 đô các bạn không dám cắt, rồi âm đến 1.000 đô các bạn cũng không dám chắc cắt, rồi đến cái lúc nó cháy tài khoản thì các bạn chấp nhận đúng không ạ? Rất nhiều cái trường hợp mà mình gặp thấy các bạn đều làm cái điều đó thì rất tốt, gồng lỗ rất tốt, đa phần là vậy. Tuy nhiên là cái việc gồng lời của các bạn thì nó không được tốt chút nào. Khi thị trường có một con sóng nó dẫn đường, các bạn không biết tận dụng nó mà các bạn chỉ ăn 5 10 bip rồi các ăn một đoạn rồi các bạn cắt. Các bạn hy vọng nó hồi về tiếp để các bạn mua. Tuy nhiên là các bạn thấy này, ví dụ như gặp vô trường hợp con ACSF này hoặc là con CAC CSF này, chúng ta đâu có cơ hội để nó hồi sâu để chúng ta mua đâu. Chúng ta cắt đi rồi. Đúng không? Chúng ta cắt những cái lệnh lợi nhuận của chúng ta đi rồi thì coi như cái đó chúng ta không dám vào lại nữa và chúng ta mất cơ hội luôn. Đó. Và nếu các bạn nghĩ đến những cái trường hợp mà thị trường nó cứ tăng tiếp, nhiều cái lúc thị trường lực mạnh lắm các bạn ạ. Thị trường nó không hồi nhiều đâu, nó chỉ hồi một chút rồi nó lại tiếp tục theo con sóng lớn của nó. Đúng không? Vì vậy mình thấy cái vấn đề này rất ít các bạn làm được, nên là hiện tại mình đang gồng lời. Mình không chắc chắn là cái quyết định hiện tại của mình nó đúng, nhưng mình biết nó chắc chắn nó đúng, đó là nếu mà chúng ta không gồng được lời mà chúng ta chỉ gồng lỗ thì chắc chắn chúng ta thua và chúng ta thất bại. Thà như chúng ta gồng lời chúng ta có lúc được lúc mất, gồng lỗ có những lúc được lúc mất, nhưng về cơ bản chúng ta đã hiểu được vấn đề thì gồng lời nó sẽ mang lại cho chúng ta cái lợi nhuận và tối thiểu là chúng ta ít bị thua lỗ hơn. Thì cái điều này mình thấy là cũng rất là khó trong giao dịch, nhiều các bạn không làm được, nên mình cũng thực hiện thử và chia sẻ để cho mọi người ai hiểu được hoặc ai thấy được đó là một cái phương pháp tốt hoặc đó là một cái chiến lược tốt thì các bạn hãy nên rèn luyện theo mình như vậy. Còn mình cũng quan điểm rõ ràng các bạn rồi, mình không ăn 5 10 bip mà mình ăn cả 100 bip, cả ngàn bip, và mình sẽ hướng tới cái mục tiêu dài hạn là như vậy. Mình chưa vội cắt đâu, những cái lúc thị trường điều chỉnh chính là cơ hội để chúng ta mua thêm vào. Nếu có những con sóng nữa mình cũng vậy thôi, cứ sóng điều chỉnh là mình sẽ mua, đúng không? Mình sẽ mua giải vào và mình sẽ cố gắng dùng cái lợi nhuận của mình để mình nuôi, mình kiếm được cái lợi nhuận nó tốt hơn. Ban đầu khi mà lại thành lập cái video, cái thử thách này, cái thử thách 200 đô này, mình cũng có nói các bạn rồi đúng không? Cái quan trọng nhất để thành công, cái quan trọng nhất trên thị trường đó là gồng lời. Nếu mà khi nào chúng ta biết gồng lời thì khi đó chứng tỏ chúng ta đã biết giao dịch, chúng ta là người nhà đầu tư, là nhà giao dịch có kiến thức, có hiểu biết và tâm lý của chúng ta khi đó nó đã tốt và nó đã vững rồi. Đây là một trong những cái mà mình nghĩ là rất nhiều các anh chị các bạn cần rèn luyện mới có được. Bản thân mình cũng vậy thôi. Khi mới tham gia thị trường thì mình cũng thực hiện đủ các phương pháp, đủ các khung thời gian, từ khung M1, M5, M15 rồi H1 ngày. Nhưng mà đến cuối cùng mình nhìn nhận ra thì cái hướng tới dài hạn mới là cái tốt nhất. Lỗ chúng ta sẽ chấp nhận một cái mức nào đó, nhưng mà khi có lời chúng ta cố gắng chúng ta gia tăng cái lợi nhuận của chúng ta từ những cái mà chúng ta có được. Đó là những cái tâm sự cũng như là những cái mà mình muốn hướng đến và mình cũng muốn là thử thách làm sao cho nó thực hiện được. Còn mình cũng muốn nói như vậy để các bạn biết được là trong mình đang suy nghĩ như thế nào và mình đang muốn cái tài khoản này đi theo cái hướng như thế nào.
và mình đang muốn đồng lời chứ không muốn hướng tới là ăn được một chút thì cắt rồi vào lệnh liên tục. Có nhiều các anh chị các bạn bảo là sao không có giao dịch kiểu kiểu mà đánh một lệnh rồi cắt một lệnh, đánh hai lệnh cắt hai lệnh rồi cứ vào lệnh liên tục như vậy. Nhưng mà mình lại không thích cái đó, mình muốn là đi theo cái hướng mà mình chọn được cái cơ hội tốt, mình chọn được vị trí tốt và mình đi theo đó và mình chấp nhận cái rủi ro có thể đến. Và tất nhiên chúng ta mong cầu một cái lợi nhuận lớn, lợi nhuận cao thì cái rủi ro của chúng ta có thể là nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên đối với những người có kiến thức, có kinh nghiệm thì mình nghĩ cái vấn đề rủi ro nó sẽ bớt đi rất là nhiều và nó sẽ có thể gia tăng cái lợi nhuận của chúng ta trong lâu dài. Và tất cả là những cái quyết định chúng ta có tham gia vào thị trường, quyết định chúng ta cắt lỗ, quyết định chúng ta chốt lời hay quyết định chúng ta thoát hoàn toàn ra khỏi thị trường để chúng ta nhìn thị trường, đó là cái quyết định của các bạn. Và để tập được cái quyết định nào nó tốt ở mỗi hoàn cảnh của thị trường thì bắt buộc các bạn phải rèn luyện, các bạn phải trải nghiệm. Đó, thì đó là những cái mà mình muốn chia sẻ. Còn hiện tại thì tài khoản của mình tính đến ngày 8 tháng 5 khoảng 11 12 ngày rồi từ cái hôm thực hiện thử thách thì đến bây giờ cũng may mắn là cũng đã có một chút lợi nhuận và chúng ta sẽ cố gắng là nuôi cái lợi nhuận này nó dài hơn, nó xa hơn và đúng như cái mục tiêu ban đầu đó là kỳ vọng lợi nhuận trên những khung thời gian lớn, khung tháng. Nếu thực sự đây là cái đáy thì cái mục tiêu của chúng ta có thể là dần càng ngày càng được hoàn thiện, càng ngày càng được khả thi hơn. Đó, mình cũng hy vọng cái điều đó nha các bạn. Thì đây là những cái chia sẻ của mình trên cái tài khoản này. Rất mong các bạn cũng hiểu được cái phần nào hoặc là các bạn có ý kiến đóng góp gì thì để lại bình luận bên dưới hoặc các bạn có những cái chia sẻ như thế nào về phương pháp giao dịch cũng như là đóng góp để cho mình cải thiện thêm và mình sẽ xem, mình sẽ góp ý của các bạn để cho mình hoàn thiện cái phương pháp nha. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích hoặc là các bạn quan tâm, các bạn yêu quý thì hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để đón xem những cập nhật mới nhất của mình về cái thử thách này cũng như là những chia sẻ kiến thức của mình đến với các bạn. Cảm ơn mọi người nha.